Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô chơi dại, chọc vỗ kết lửa, giờ kiến trào lên đốt tô chủ tịch Tứ phía Bộ Công an Việt Nam nổi tiếng là vô trách nhiệm Ở loại hộ chiếu cũ, rất nhiều người dân bị tình trạng không đề ngày sinh trong hộ chiếu Tuy nhiên vì lỗi này không đại trà nên không bị phỏng ánh thành một phong trào lớn Lần này, ông Tô Bộ trưởng để hộ chiếu không có nơi sinh trong mẫu mới và thế là vô trách nhiệm nhưng có thể là thái độ ngạo mạn xem thường thông lệ chung của quốc tế. Chính ông Tô Bộ trưởng mang quân sang tận Berlin để bắt cóc người đưa vào Đại sứ quán Việt Nam sau đó trở về nước. Thì đấy là hành động xem thường pháp luật quốc tế. Lần này thêm một lần nữa xem thường luật pháp quốc tế và thông lệ chung chứng tỏ ông Tô Bộ trưởng sống và làm việc vô thiền vô pháp. Đây là hình ảnh hộ chiếu rắc rối tác phẩm của ông Tô Đại Tướng. Vụ cấp hộ chiếu nơi sinh bị Đức ách lại. Đức là nước có tiếng nói mạnh nhất châu Âu. Khi Đức lên tiếng thì ắt nhiều nước châu Âu khác cũng sẽ lên tiếng theo. Vấn đề là thời gian mà thôi. Vì điều mà phía Đức lên tiếng là điều đúng, nó phù hợp với thông lệ chung của cả khối châu Âu. Rõ ràng hộ chiếu thiếu nơi sinh là không đúng, tuy nhiên phía Việt Nam đang chữa cháy bằng cách lệnh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tạm cấp giấy chứng nhận nơi sinh bằng tiếng Đức cho những người đang giữ mẫu hộ chiếu mới nhằm hỗ trợ công dân được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác. Hiện nay việc chữa cháy tạm thời chấp nhận được, nhưng cả khối châu Âu đều làm như Đức thì chữa bằng cách nào thực sự là rất khó và chưa chắc các công sở của Đức sẽ chấp nhận những cái giấy tờ không có bảo mật như thế. Một số ý kiến còn cho rằng khi Đức không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới thì nó còn có hiệu lực trên cả thế giới. Tức là những người sở hữu hộ chiếu mới của Việt Nam mà đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và rất có thể sau đó là hiệu ứng domino, lúc đó thì nhu cầu xác định nơi sinh rất lớn. Với lại, người dân bị buộc phải đến đại sứ quán hay lãnh sự quán nước Việt Nam tại nước sở tại, xác nhận rất phức tạp, tốn công, tốn của. Mẫu hộ chiếu mới này không những nó gây ra làn sóng tẩy chay của các quốc gia trên thế giới mà nó còn gây ra sự phẫn nộ đối với người dân nào đang phải giữ tấm hộ chiếu này khi ra nước ngoài. Tại Việt Nam, nếu sống ở tỉnh Lẻ cho đến Sài Gòn hoặc Hà Nội để làm việc với lãnh đạo sự hay đại sứ quán là một vấn đề khó khăn. Đằng này, người dân Việt Nam ở nước ngoài thì việc đi lại vất vả hơn nhiều vì khoảng cách càng xa hơn họ cũng rất bận bịu công việc hàng ngày. Ví dụ tại những quốc gia lớn như Mỹ, Canada, Úc thì việc đến lãnh sự quán hay đến đại sứ quán chỉ để xin tờ giấy xác nhận là cực kỳ tốn kém. Đây là hình ảnh sau Đức sẽ còn quốc gia nào từ chối cấp visa cho loại hậu chiếu mới của Việt Nam hay không? Một sai lầm của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gây ra giờ tình hình rất phức tạp, chẳng khác nào chọc vỗ kiến lửa để rồi đợi kiến trào lên đốt mình. Rồi đây sẽ có nhiều phản nàn về sự bất tiện của hộ chiếu mới vì hộ chiếu này mới phát hành nên chưa gặp phản hồi nhiều. Với độ trễ vài tháng thì sự rắc rối ngày càng tăng khi có một nhiều quốc gia nữa sẽ làm như Đức. Mới đây ngày 20 tháng 7, Mỹ vừa thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người. Cùng với một số nước khác, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dư luận xã hội cho rằng một vài tỉnh thành ở Việt Nam thường bị các nước phát triển đưa vào danh sách đen. Điều này khiến cho việc xét duyệt thị thực có phần gắt gao hơn đối với một số người có nơi sinh ở những vùng như thế. Đây là hình ảnh Tô Lâm đang tự gây rắc rối lớn cho mình. Hiện nay các nước như Mỹ, Úc, Canada là những nước mà người Việt Nam thích định cư hay đi du lịch, đi du học đều có danh sách của những tỉnh thành và dân sinh ra từ những vùng này có tỷ lệ ở lại rất cao, trốn không về lại Việt Nam và vi phạm quy định vị thị thực khi đó, con cháu của quan chức bị các quốc gia này chặn visa gây khó dễ trong vấn đề lưu trú thì áp lực lên ông Tô Lâm ngày càng cao, chứ không hẳn là áp lực chỉ đến người dân. Ông Bộ trưởng Tô Lâm lần này quả là chọc vỗ kiến lửa thật sự. Hãy chờ xem kiến trào lên đốt ông Tô Bộ trưởng như thế nào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chạy trời không khỏi nắng, anh Tô bị Đức mượn tay trung ương đập chơi dại thì dáng chịu. Tô Lâm trước đây đã cho người sang Berlin bắt cóc rồi sau đó nhờ phía Slovakia giúp đưa nạn nhân bị bắt cóc về Việt Nam qua Moscow. Ông Tô Lâm chơi trò bắt cóc làm bên Đức vô cùng khó chịu, gây ra khủng hoảng ngoại giao trong nhiều năm liền. Đức rất muốn tóm anh Tô nhưng vướng về vấn đề ngoại giao nên đến nay ông Tô vẫn nhờn nhờ. Việc làm của ông Tô là cách làm của người khôn lỏi, tuy nhiên ông tô có thực sự khôn hay không lại là vấn đề cần được phân tích kỹ hơn như tờ thể báo chấm đề đã từng đề cập vấn đề miếng thịt bò rát vàng được nhiều người đánh giá là anh tô chơi dại bởi hình ảnh ông tô há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng là xấu vô cùng ông ta lại là đại diện của đảng cộng sản việt nam một ủy viên bộ chính trị không ai đánh giá cao hành động này của ông tô mà ngược lại nhiều người phê phán cho rằng ông ta đã trời dại. Đây hình ảnh, ông Tô một tuần nữa lại dại. Mới đây, phía Đức đã từ chối nhập cảnh đối với mỗi hộ chiếu mới của Việt Nam. Từ chiều ngày 27 tháng 7, tài khoản Facebook của Đại sứ quán Đức ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đăng tải thông tin Đức từ chối nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu mẫu mới. Màu xanh tím than bắt đầu với chữ P. Không tìm trên hiện rõ rằng Hiện tại, mẫu hộ chiếu mảnh xanh tím than của Việt Nam chưa được phía Đức chấp nhận. Điều đó có nghĩa là nếu quý vị đang sở hữu hộ chiếu mới này, quý vị sẽ không thể nộp đơn xin thị thực tới Đức. Điều này dựa trên quyết định của cơ quan nội vụ Đức. Những người đã nộp đơn xin cấp thị thực sẽ nhận được thông báo riêng từ phía Đại sứ quán Tổng lãnh sự quán. Trả lời báo chí, Đại sứ quán Đức cho biết dựa trên công hàm gửi cho Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 những hộ chiếu mới được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 tạm thời không được công nhận ở Đức và vì thế không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu đó. Nguyên nhân do thiếu thông tin về nơi sinh và chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài tới 7 trang. Theo công hàm, không có nơi sinh thì không thể xác định được rõ người mang hộ chiếu, đặc biệt vì nhiều trường hợp trùng họ Đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được. Trong khi kiểm tra ở Đức, tức là khi xuất nhập cảnh vào Đức, khi kiểm tra trong nước ở Đức cũng sẽ phải luôn đối chiếu bằng thủ công với danh sách bảy trang này. Không thể cho rằng mỗi một người làm nhiệm vụ kiểm tra đều có danh sách này ở trong tay. Thêm vào đó, hiện nay có nhiều hộ chiếu nộp vào sứ quán mà không có số định danh cá nhân. Đa số là hộ chiếu của vị thành niên, cũng như một số hộ chiếu mà nơi sinh tìm thấy được lại không trùng với nơi sinh thực sự. Vì thế, những người mang hộ chiếu mới của Việt Nam không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn, theo Công Hàm cho biết. Đây chính là lỗi của người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam, là lỗi hết sức sơ đẳng. Tuy nhiên, chưa có đại sứ quán nào lên tiếng mà chỉ có đại sứ quán Đức tại Hà Nội đưa ra phát ngôn của mình và đình chỉ cấp visa. Đây chính là cú đánh vỗ mặt của Đức vào Bộ Công an Việt Nam. Hộ chiếu thì đã cấp phát, phía Đức thì luôn giữ lập trường cứng rắn, sẽ rất khó để phía Đức nhượng bộ trong vấn đề này. Theo thông tin nội bộ được biết thì hiện nay ông Tô, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam bị Bộ Chính trị Việt Nam chỉ trích về chuyện hộ chiếu này. Vẫn chưa đến mức họp khẩn để quyết định tương lai của ông Tô Lâm vì ông ta vẫn còn vào cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên hiện nay đối thủ chính trị của ông Tô Lâm đang khai thác rất tốt điểm yếu này để ép bộ chính trị có hành động thực tế vào thời gian tới. Ngay trong bộ công an thế lực mới cũng đang có phản hồi bộ chính trị. Ông Tô đang có ông Tổng đỡ nhưng ông Tổng đôi khi cũng phải lùi bước trước ý kiến đông đảo của bộ chính trị. Và số phận ông Tô một lần nữa lại song gió vì trò trời dại này.